Vụ mở nắp quan tài khám nghiệm, tôi sai khi không báo chính quyền. Bắt kẻ sát hại trốn truy nã trong rừng sâu. Thủ đoạn huy động vốn chiếm đoạt nghìn tỷ đồng của cựu chủ tịch Sen tài thù. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, liên quan đến việc một người đàn ông tử vong với vết thương chí mạng ở Bình Thuận, hung thủ chính là con trai ruột. Theo bà của hung thủ, mẹ Lộc bỏ đi khi Lộc mới 4 tháng tuổi, từ đó hai cha con sống với ông bà nội trong căn nhà nhỏ. Tối xảy ra sự việc, Lộc xin cha đi hỏi vợ rồi họ lớn tiếng dẫn đến án mạng. Quay lại khu phố 6, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tìm đến gia đình bà Phạm Thị Tuyết, 68 tuổi, mẹ của nạn nhân TVT, cũng là bà nội của nghi phạm Trần Văn Lộc, 19 tuổi. Ngày cuối năm, xóm biển cạnh cảng vận tải Phan Thiết vắng vẻ. Căn nhà nhỏ đơn sơ của bà Tuyết nằm trong con hẻm nhỏ, chỉ vừa hai chiếc xe máy tránh nhau. Bên trong nhà, bàn thờ ông TVT vừa dựng vẫn còn ngút khói nhang. Trong nỗi đau vừa mất con, đứa cháu đích tôn Trần Văn Lộc cũng bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra liên quan đến việc tử vong của cha ruột. Bà Tuyết thất thần. Sau khi an táng ông T, bà Lộc được cơ quan công an mời lên làm việc rồi cho về nhà. Cháu nội Trần Văn Lộc sau khi đầu thú đã bị công an tạm giữ để điều tra. Trong lời nói ngắt đoạn, bà Tuyết kể bà có ba người con gồm ông T và hai con gái đã đi lấy chồng. Con dâu bà bỏ hai cha con ông T khi Lộc 14 tháng tuổi. Từ đó, hai cha con ông T sống với vợ chồng bà Tuyết. Cách đây 3 năm, chồng bà Tuyết qua đời, nên căn nhà nhỏ chỉ còn bà, ông T và Lộc. Lộc học đến lớp 6 thì nghỉ học. Mấy năm nay, Lộc đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, mới về nhà cách đây vài tháng. Tối xảy ra chuyện, T đi nhậu về, rồi hai cha con lớn tiếng cãi nhau. Khi xảy ra chuyện, tôi ngủ phòng trong, hàng xóm cũng không ai biết. Theo lời bà lão 68 tuổi, sự việc quá đau lòng, do hoảng loạn nên tôi đã sai khi không báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhà cũng neo người, sự việc đến bất ngờ, giờ gia đình chấp hành theo quyết định của pháp luật. Mong sao pháp luật khoan hồng để cháu Lộc sớm về nuôi vợ con. Được biết, trước khi xảy ra vụ án, Lộc về nhà xin cha đi hỏi vợ ở Đồng Nai, nhưng ông T không đồng ý. Theo bà Tuyết, Lộc kể bạn gái đang có bầu. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình thuê đội mai táng ở địa phương lo hậu sự cho ông T. Khi đám tang đang diễn ra, cơ quan công an vào yêu cầu khám nghiệm nạn nhân. Ngồi trước con hẻm nhỏ, một hàng xóm lâu năm với bà Tuyết cho biết. Sự việc xảy ra cũng đau lòng. Do nhà bà Tuyết diện khó khăn, đám tang được các hội nhóm thiện nguyện, nhà chùa chung tay hỗ trợ. Cháu Lộc cũng không cố ý. Gia đình đã quá nhiều nỗi đau rồi, mong pháp luật xử đúng, nhìn nhận đúng tính chất vụ việc để cháu Lộc có cơ hội sớm về với gia đình. Nhiều hàng xóm cũng cho biết, Lộc hiền lành, chịu khó làm ăn. Mẹ nó bỏ đi từ nhỏ, thấy gia đình khó khăn, cháu nó nghỉ học sớm, đi Sài Gòn làm từ lúc 16 tuổi. Ngày đầu, bạn gái mới có tin vui, giờ thì gia đình lại xảy ra biến cố. Thời gian gần đây có rất nhiều vụ án mạng thương tâm. Đáng nói các hung thủ sử dụng rất nhiều loại vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn. Như mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt được đối tượng sau khi gây án mạng thì đã lẩn trốn vào rừng sâu, thường xuyên trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Ngày 29 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi giết người, đã lẩn trốn vào rừng sâu, thường xuyên trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1983, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, thu giữ 25.600 viên hồng phiến, nhiều loại ma túy, súng và đạn. Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã gây ra án mạng vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 tại trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156, vườn quốc gia Vũ Quang, thuộc xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi gây án, Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn vào khu vực rừng sâu, sống ẩn giật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới Lào, nơi mà hầu hết người dân sống bằng nghề đi rừng cũng chưa bao giờ vào tới, để che giấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Công an huyện Vũ Quang và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã nhiều lần huy động tối đa lực lượng tập trung để tổ chức bắt giữ nhưng chưa thành công do đối tượng thường xuyên di chuyển, cài mìn xung quanh khu vực và sẵn sàng sử dụng súng để chống trả. Đầu tháng 1 năm 2024, xác định Nguyễn Hồng Sơn đã chuyển nơi lẩn trốn về một lán trại bỏ hoang ở khu vực vườn quốc gia Vũ Quang. Ban chuyên án xác định đây là thời điểm thuận lợi để triển khai kế hoạch bắt giữ. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1, Công an và Biên phòng Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, thu giữ tại hiện trường 25.600 viên hồng phiến,
175 gram heroin, 6 gram methamphetamine, ma túy đá, một túi ni lông chứa ma túy dạng đá, một túi ni lông chứa thuốc viện, hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một khẩu súng thể thao, 46 viên đạn, hai thỏi mìn, một kim nổ điện, 4 chiếc điện thoại di động và nhiều đồ vật khác có liên quan. Cơ quan chức năng nghi vấn Nguyễn Hồng Sơn có sự cấu kết với nhóm đối tượng để vận chuyển ma túy từ Lào cắt rừng về Việt Nam, sau đó đưa đi các tỉnh thành phố tiêu thụ. Số đối tượng này thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân, điện thoại di động và vũ khí cho Sơn trong quá trình lẩn trốn. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu chủ tịch Sen Tài Thu, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can. Ngày 28 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Hòa, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, Nguyễn Thị Thùy Linh, nguyên phó tổng giám đốc, con gái bà Hòa, và Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu. Ngày 29 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 23 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu để tiến hành điều tra. Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020, Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên đã vay nợ số tiền lớn khoảng hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng, số còn lại là tiền lãi 200 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương, khi đó là tổng giám đốc, nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phiếu, đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng, chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần. Đồng thời, sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư. Để thu hút nhiều người đầu tư, Nguyễn Thị Lan Hương đã xây dựng đội ngũ sale, nhân viên tư vấn, bán hàng, kêu gọi đầu tư và chính sách trả thưởng hoa hồng phần trăm trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính, có sản lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả gửi tiết kiệm. Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm. Do vậy, đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư. Theo kết quả điều tra sơ bộ xác định, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa, thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, giá trị trên hợp đồng, đến công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu. Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 đến 30% cho các sale. Số còn lại, Linh Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về. Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán. Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và các đối tượng có liên quan. Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức huy động vốn trả lãi cao. Đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ về các doanh nghiệp, dự án trước khi đầu tư, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội thông báo, ai là bị hại của vụ án, gửi đơn đến Phòng Cảnh sát Kinh tế số 54 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội để trình báo và cung cấp tài liệu. Liên quan đến vụ đưa tàu đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, các bị cáo đã thuê người làm giả hồ sơ tàu, thay đổi số hiệu, tắt thiết bị giám sát hành trình sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép. Đây là vụ án được xử đầu tiên của cả nước sau hơn 5 năm thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Ngày 29 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với 4 bị cáo gồm Trần Văn Luyến, 43 tuổi, Phạm Chí Dũng, 59 tuổi, Trần Minh Tâm, 40 tuổi, Trần Văn Nhật, 37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trần Văn Luyến là chủ cặp tàu cá bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ về hành vi khai thác hải sản trái phép. Cuối tháng 5 năm 2022, Luyến và Tâm bàn bạc thay đổi số hiệu của cặp tàu sau khi trả về nước nhằm tránh không bị tịch thu.
Tâm liên hệ với một cán bộ đăng kiểm là Nguyễn Bảo Duy, bàn bạc làm bộ hồ sơ tàu với số hiệu mới để thay thế hồ sơ cập tàu bị bắt với giá 400 triệu đồng. Tâm còn giới thiệu Phạm Chí Dũng làm thuyền trưởng cho Luyến để qua Malaysia khai thác hải sản trái phép. Luyến phân công Dũng tìm ngư phủ để đi đánh bắt hải sản và cho ngư phủ ứng tiền trước. Tìm người ở Malaysia để mua vé thông tin cảng về việc hải quân Malaysia ra vào tuần tra thì thông báo cho Dũng Luyến biết để trốn tránh. Cuối tháng 8 năm 2022, Luyến Tâm và một người khác cùng đi qua Malaysia để chuộc cặp tàu về, đến Cà Mau xóa số hiệu cũ rồi vẽ lại ký hiệu mới. Tháng 9 năm 2022, Trần Văn Nhật rủ thêm 5 người, Dũng rủ thêm 11 người, hai người khác rủ thêm 8 người cùng sang Malaysia khai thác hải sản trái phép. Những người này đều đồng ý. Dũng và một thuyền trưởng khác điều khiển hai tàu đã tắt thiết bị giám sát hành trình và xóa số cuối tàu đi đánh bắt. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2022, Dũng điều khiển cặp tàu chạy vào tỉnh Cà Mau thì bị lực lượng vùng cảnh sát biển 4 xử phạt 27,9 triệu đồng vì thiếu giấy phép khai thác hải sản, phao cứu hộ và bằng thuyền trưởng. Sau đó, Dũng và một người khác tiếp tục điều khiển hai tàu nói trên chạy qua vùng biển Malaysia đánh bắt. Trong lúc chạy trốn lực lượng hải quân Malaysia tuần tra, Dũng điều khiển tàu đi vào vùng biển Indonesia thì bị lực lượng hải quân nước này phát hiện bắt giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Luyến 8 năm tù, Phạm Chí Dũng 7 năm tù, Trần Minh Tâm 7 năm tù, Trần Văn Nhật 1 năm tù. Đối với hành vi của Nguyễn Bảo Duy, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục thẩm tra xác minh xử lý sau. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Người đàn ông ở Thừa Thiên Huế dùng xăng trả thù tình địch. Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam mang Tết đến với người lao động. Có nhất thiết cúng ông Công ông Táo đúng ngày 23 tháng Chạp. Thời gian qua, các vụ trọng án liên quan đến mâu thuẫn do tình cảm nam nữ ghen tuông vợ chồng xảy ra ngày càng nhiều. Những người từng thấy non hẹn biển, từng đầu ấp tay gối, nhưng vì chút mâu thuẫn nhỏ, vì phút nóng giận nhất thời mà ra tay đoạt mạng người vợ, người yêu. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sát hại đối với Lê Kim Quyền. Theo lời khai, Quyền cho rằng người phụ nữ sống chung với mình như vợ chồng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên đã dùng xăng trả thù tình địch. Theo cáo trạng, Lê Kim Quyền và chị Trương TV, sinh năm 1985, trú phường Hương Vinh, thành phố Huế, có quan hệ tình cảm nam nữ ngoài hôn nhân nhưng không sống chung với nhau như vợ chồng. Năm 2021, chị V có thai với Quyền nhưng chị này tự phá không cho Quyền biết. Sau nhiều lần Quyền đọc lén tin nhắn trên điện thoại của chị V, Quyền nảy sinh nghi ngờ chị V và anh Hồ Văn Hát, sinh năm 1981, trú phường Hương Vinh, thành phố Huế, có quan hệ tình cảm với nhau. Quyền cho rằng anh Hát là người xúi dục chị V phá nên nảy sinh ý định dùng xăng phóng hỏa anh Hát để trả thù. Khoảng 24 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2023, Quyền điều khiển xe máy đến đường Tản Đà, phường Hương Sơ. Tại đây, Quyền dừng lại nhặt một túi ni lông rồi rút xăng từ xe máy của mình đổ vào túi ni lông khoảng 0,5 lít xăng. Tiếp đó, Quyền điều khiển xe mang theo túi ni lông đựng xăng đến chòi giữ vịt của anh Hát tại khu vực 4, phường Hương Sơ. Quyền đi đến chỗ anh Hát đang nằm ngủ rồi ném thẳng túi ni lông đựng xăng vào vị trí anh Hát, sau đó châm lửa gây ra vụ cháy lớn. Sau khi phóng hỏa, Quyền điều khiển xe máy chạy trốn. Anh Hát chạy ra khỏi chòi, nhảy xuống một vũng nước bên cạnh làm tắt ngọn lửa. Anh Hát sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị bỏng nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 46%. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt Lê Kim Quyền 8 năm tù. Mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ. Năm 2024, khu vực miền Nam trao hơn 170 phần quà cho công nhân lao động khó khăn. Chiều ngày 29 tháng 1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ 2024 khu vực miền Nam. Đây là lần thứ 3 Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình Tết Sum vầy tập trung với mong muốn được gặp gỡ với tất cả công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, được lắng nghe, chia sẻ, động viên công nhân lao động nỗ lực vượt khó vươn lên. Mỗi khi Tết đến xuân về, tất cả chúng ta được trở về ngôi nhà chung VIMC để chúng ta cùng nhau giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, động viên, truyền cảm hứng và trên hết là có những phần quà để thăm chăm lo, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta bây giờ. Với cái tình cảm để mọi người đều được gắn kết, đều được yêu thương, đều có cơ hội được giao lưu, được học hỏi và được nhận những tấm lòng của tất cả những người lao động, của doanh nghiệp đối với từng người lao động, tạo niềm tin, tạo cơ hội, tạo động lực và để các chị luôn thấy rằng bên cạnh các chị luôn luôn có tổ chức công đoàn, luôn luôn có doanh nghiệp
và có những đồng nghiệp của chúng ta cùng nhau chung tay nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn. Với quan điểm là không có một ai mà để lại đằng sau, cuộc sống dẫu cuộc sống còn rất nhiều chia sẻ, nhưng tôi tin rằng với những hoạt động rất tích cực của công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải và các đơn vị thành viên thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong năm 2024 để có những cái kết quả thuận lợi hơn ở trong năm tới. Dịp này, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam cho tặng 178 phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng một phần, bao gồm quà và tiền mặt cho công nhân lao động khó khăn tại khu vực phía Nam. Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam còn tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết các tổ, đội sản xuất tiêu biểu xuất sắc, những con tàu ghé cảng Việt Nam làm hàng dịp trước Tết, hỗ trợ Tết cho người lao động một số đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và một số hoạt động khác. Tổng kinh phí chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán 2024 của Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam là gần 2 tỷ đồng. Thưa quý vị, xuất phát từ đời sống hiện đại, nhiều gia đình khó lòng sắp xếp được thời gian cúng ông Công ông Táo đúng ngày 23 tháng Chạp, trong khi nhiều gia chủ vẫn cố gắng cúng theo đúng lệ xưa. Theo tín ngưỡng Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp là ngày lễ ông Công ông Táo để gia chủ tỏ lòng biết ơn vị thần đất, vị thần nhà và vị thần bếp núc. Vào ngày này hàng năm, gia chủ sẽ làm lễ tiễn ông Táo về chầu Ngọc Hoàng và báo cáo những sự kiện đã xảy ra trong năm vừa qua ở hạ giới, trong đó có chuyện của gia đình gia chủ. Xuất phát từ đời sống hiện đại, nhiều gia đình khó lòng sắp xếp được thời gian cúng ông Công ông Táo vào đúng ngày 23 tháng Chạp. Trong khi đó, nhiều gia chủ vẫn cố gắng cúng theo đúng lệ xưa. Mình dự định là mình sẽ cúng ông Táo vào ngày 21 tháng 12 âm lịch. Đấy thì mình sẽ sắp xếp một buổi chẳng hạn, mình sẽ chuẩn bị lễ và để thắp hương ông Táo. Mình cũng làm thì mình cũng theo quan niệm thôi, tức là mình cũng theo quan niệm là ông Táo thì bây giờ thường mọi người sẽ cúng trước cái trưa ngày 23 ấy. Thì hôm đấy thì mình thì có công việc làm nó diễn ra vào hành chính thì mình sẽ sắp xếp một cái ngày nghỉ, và gần cái ngày đấy thì mình sắp xếp công việc thì mình sẽ chuẩn bị thắp hương vào ngày đấy. Thật ra phong tục Việt Nam thì ngày ông Táo là ngày 23 thì ông Táo sẽ lên về chầu trời để tông Ngọc Hoàng. Thế thì với cá nhân của mình thì là vừa là cái nét sống văn hóa của người Việt Nam, thứ hai là cái ngày đó là ngày ông Táo thì là mình làm đúng ngày. Năm nay, lễ ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp âm lịch năm Quý Mão rơi vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Theo nhà nghiên cứu phong thủy, điều quan trọng nhất trong việc cúng ông Công ông Táo đó là tấm lòng thành của mỗi người. Tuy nhiên trong văn hóa tâm linh, đặc biệt kiêng kỵ việc gộp lễ. Nhiều nơi là muốn cho nó gọn nhẹ, thế là cúng rằm, thế là tiện cúng gộp luôn với ông Công ông Táo. Cái này là hiện tượng bị mất lễ trong văn hóa tâm linh, là một điều đại kỵ. Quan điểm về văn hóa tâm linh ấy là sẽ khiến cho các cái vị thần bếp Phật ý chúng ta không làm cái việc gộp lễ như thế. Chúng ta phải rõ ràng là cúng ngày của ngày rằm tháng Chạp riêng, cúng có sớm mấy thì sớm, đầu từ 19 âm trở ra chúng ta mới được phép làm các nghi lễ cúng ông Công ông Táo. Từ 19 đến 23 chúng ta cứ thoải mái, chúng ta tùy nghi được lúc nào thuận lợi nhất, có thời gian nhất là chúng ta có thể thực hiện nghi lễ cúng ông Công ông Táo được. Các nhà nghiên cứu về phong thủy và văn hóa cũng lưu ý, sau ngày 23 tháng Chạp âm lịch, không cúng ông Công ông Táo, chỉ tiến hành bao sái và rút tỉa chân hương. Cuối cùng là những thông tin liên quan đến thời tiết. Thưa quý vị, thời tiết hôm nay 30 tháng 1, không khí lạnh suy yếu nên nền nhiệt ở khu vực phía Bắc tăng dần. Trong ngày trời hứng nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 20-23 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.